Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV đang hot nhất thị trường tại thời điểm này quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson. Đây chính là chiếc xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và số tự động máy dầu ạ. Xe được trang bị động cơ 2.0 máy dầu, động cơ diesel đấy các bạn nhé. Tại sao tôi lại nói hot nhất thời điểm hiện nay? Tại vì bây giờ xăng tăng giá cho nên những chiếc xe Hyundai Tucson này, Hyundai Santa Fe máy dầu rất là hot. Hơn nữa là trong hãng đang không có xe giao ngay, phải ký chờ và phải cộng thêm tiền từ 100 đến 150 triệu đồng thì chúng ta mới có thể lấy được xe mới. Cho nên là những chiếc xe cũ tại thời điểm này cũng đang rất là ít nhé, đặc biệt là chiếc xe máy dầu. Và đây là cái phiên bản là bản full máy dầu nhé. Bản full là xe đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ, tát tốp, cửa nóc to, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cốp điện, đèn pha, đèn led các thứ, là bản full là đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này là sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, chiếc xe đã lăn bánh được 5.7 km rồi. Với cái đồng hồ công tơ mét 5.7 này, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn nhé, cam kết không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng và tại hãng các bạn nhé. Sản xuất năm 2018 mà chạy có 5.7 thôi. Và cái dàn lốp Michelin này là chủ xe vừa mới thay mới xong, thay cả dàn, mới cả dàn, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cam kết về chất lượng các bạn, chúng tôi cam kết về chất lượng không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, và đồng hồ cũng phải là đồng hồ chuẩn, cam kết luôn các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 845 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu bản full 2018 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson bản full máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh được 5.7 km này quý bạn nhé. Trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn đi xem một vòng về quanh xe. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý bạn nhé. Về cái phần nước sơn này thì chúng tôi cũng mới mua về là chúng tôi đem ra đây rửa qua đây thôi quý bạn nhé. Rửa qua tôi quay tôi chụp cho quý bạn để nhìn sát vào thì quý bạn thấy đây này, nó có những cái vết xước rất là mỏng này, rất là nhẹ nhàng thôi. Nếu như đánh bóng đi thì nó cũng sẽ hết, nhưng mà chúng tôi cũng chưa đánh bóng được. Cứ vậy là chúng tôi dọn dẹp qua đi là chúng tôi đem tôi quay đã quý bạn nhé. Đã nhìn về cái thân vỏ, về cái phần thân vỏ là chỉ có xước sát rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi quý bạn ạ. Đấy, xước sát rất nhẹ nhé, chứ còn chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, phải nhìn sát vào, nhìn tinh vào thì mới thấy được là những cái phần xước sát ở trên cái thân vỏ của chiếc xe này quý bạn nhé. Đấy, về cái phần thân vỏ thì chỉ có xước sát thôi, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu, phải quay vào thật sát thì mới nhìn thấy. Về cái phần đầu của xe đây quý bạn ạ, xe cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon và là cái đèn đôi quý bạn nhé. Bi xenon đôi này, đèn led daylight này, tức là đèn led ban ngày đấy ạ. Khi nổ máy là cái đèn led này nó sẽ sáng, còn bình thường là cái đèn led này nó sẽ không sáng. Rất là đẹp nhé quý bạn nhé, cụm đèn này còn mới tinh luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả. Từ cụm đèn pha
cho đến cụm đèn gầm đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là đầy đủ cả từ rửa đèn pha rồi quý bạn nhé. Là bản full cho nên là xe đã có cả rửa đèn pha rồi. Đấy, khóa thông minh, rửa đèn pha và gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đây là những cái option bên ngoài. Cụm đèn hậu đây quý vị bạn ạ. Cụm đèn hậu cũng là cụm đèn full LED rồi. Đấy, cụm đèn full LED tôi quay sát vào là nó sẽ nháy nháy như này đấy ạ. Logo này, rất là mới, rất là sáng này. Động cơ diesel CRDI này. Đấy, cụm đèn hậu này rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì đâu quý vị bạn nhé. Và nhìn từ cái phần ba đờ sốc sau này thì quý vị các bạn thấy được luôn là xe đã được trang bị camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, có cả camera lùi, cảm biến lùi và đặc biệt là cốp điện đây quý vị bạn nhé, cốp điện này. Cốp điện đang bật điện cho nên là tôi đang bật điện cho nên là nó không lên cốp, để tôi sẽ tắt cái điện đi để cho nó lên cốp cho quý bạn cùng xem về cái phần cốp điện này nhá. Đây tôi đang bật điện ở xe cho nên là nó không lên. Đây, từ những cái cốp điện đây quý bạn này. Đấy, phải tắt điện đi thì là cái cốp này nó mới lên. Cốp điện bấm tại cửa xe này hoặc là có thể điều khiển bằng khóa. Đấy, cốp điện rất tiện lợi quý vị bạn nhé. Bản full cho nên là xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi. Và cái đặc biệt ở chiếc xe này, nó làm cho chiếc xe này hot nhất cái thời điểm hiện nay đây quý bạn ạ. Thời điểm hiện nay là giá xăng dầu rất là đắt cho nên là cái mức tiêu thụ nhà sản xuất công bố cái mức tiêu thụ nhiên liệu này cho chiếc xe Tucson 2.0 máy dầu này, số tự động này, chỉ có 5,2 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong khu đô thị là 6,76 lít. Nếu như chạy ở ngoài khu đô thị, tức là chạy đường trường ấy, chỉ 4,3 lít thôi quý bạn ạ. Đấy, cái chính cái điều những con số này nó làm cho chiếc xe rất là hot đấy ạ. Tại vì là khi chạy dầu thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, thời điểm xăng dầu tăng giá này thì những chiếc xe máy dầu bao giờ cũng rất là hot quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên phụ này, cái sườn bên phụ này cũng đều rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì cả quý vị bạn ạ. À, chưa có bị va chạm gì mạnh, xước sát gọi là xước sát nhỏ nhẹ thôi. Từ những cái ni lông này vẫn còn đây quý vị bạn nhé, chưa có sơn lại đâu ạ. Đấy, và đặc biệt là cái dàn lốp Michelin đây này quý vị bạn này, chủ xe vừa mới thay xong cả một cái dàn lốp này mới tinh luôn quý vị bạn nhé. Vẫn còn nguyên dàn lốp cũ cũng còn rất đẹp, nhưng mà chủ xe thích thay cái dàn lốp Michelin cho nó êm. Đấy, chủ xe chia sẻ là vẫn còn nguyên cái dàn lốp cũ cho nên là chúng tôi vẫn đang để cái dàn lốp cũ ở nhà. Nếu như quý vị các bạn nào mà không tin thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem cái dàn lốp cũ cũng còn rất là đẹp, rất là dày, nhưng mà do chủ xe thích thay lên cái dàn Michelin này đi cho nó êm này. Đấy, dàn lốp theo xe cũng còn rất là đẹp nhưng chủ xe đã thay. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận quý vị bạn nhé. Và cái lốp sơ cua còn chưa hạ cơ quý vị bạn ạ. Đấy, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái lốp sơ cua còn chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua này mới tinh luôn quý vị bạn nhé. Đồ nghề từ kích này, các thứ này cũng còn mới tinh luôn quý vị bạn này. Đấy, cả cái dàn lốp thì là dàn lốp thì rất đẹp, nhưng mà chủ xe thay một dàn lốp Michelin vào đi cho nó êm. Còn lốp sơ cua mới tinh chưa hạ tí nào, kích cũng còn mới. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok, rất là đẹp rồi, không có cái gì phải chê ở chiếc xe Tucson 2018 này nữa. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa bên lái nên là cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, từ những cái phần keo chỉ đây, keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết đấy quý bạn nhé. Rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên hết luôn quý bạn nhé, chưa có một con ốc nào tháo này. Đấy, và ở cái bản full này thì xe cũng đã được trang bị này, cốp điện này này. Đấy, mở trên xe này, cửa ghế điện này, ghế điện này, ghế da cao cấp nguyên bản này, cửa nóc to này, cửa nóc to này, cửa sổ trời panorama ra đến tận đằng sau cơ. Đấy, nội thất thì rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, từ những cái vô lăng cần số này, vô lăng mới tinh như này thì quý vị các bạn thấy được luôn đấy nhá, là xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ. Vô lăng này, cần số này, tay phanh thì là phanh điện tử rồi, auto hold rồi quý bạn nhé.
Đấy, có cả auto hau rồi, hỗ trợ đổ đèo, đầy đủ các option rồi nha. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau cho quý vị bạn cùng xem về cái cánh cửa phía sau này. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nha. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này. Ốc bản lề này, nguyên bản hết luôn quý vị bạn nha. Táp bi cửa này, rất là mới này. Cái nội thất đằng sau này lại càng mới hơn, tại vì đằng sau này ít người ngồi này. Ở cái phân khúc 7 chỗ, ở cái phân khúc 5 chỗ thì hàng ghế phía sau này thì cũng không có người ngồi mấy. Tại vì là chủ xe này là một chị nữ sử dụng, chị chỉ đi làm một mình thôi ạ. Đấy, cửa sổ trời panorama tận ra đằng sau này này. Rất là thoáng, ở cái phiên bản đủ nhá, phiên bản đủ, phiên bản cao cấp này nó mới có cơ. Chứ phiên bản tiêu chuẩn là không có cửa nóc đâu quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, từ nội thất này đến những cái sàn này cũng đã được làm ra rồi. Và Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson này là cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý bạn nhé. Đấy, tôi quay, tôi đang mở cái cửa sổ panorama này ra này. Nhìn lên trời này rất là thoáng quý vị bạn ạ. Và trong xe nó rất là sáng. Đấy, ngồi ở trong cái xe nó rất là thoáng như là bên ngoài luôn. Nếu như hôm nào mà trời mà râm mát là mở cái cửa ra ngồi xe thoáng lắm. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ bật cái khóa điện lên cho quý vị bạn xem về cái phần đồng hồ này cũng như là các option bên trong quý vị các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe là 5.7 km. Với cái 5.7 này chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Và cái thứ hai nữa là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì quý vị và bạn có thể yên tâm nhé, chúng tôi cam kết về cái đồng hồ rồi. Đấy, và vô lăng cần số, quý bạn nhìn về vô lăng cần số này. Với cái đồng hồ này thì quý bạn mới biết được là xe nó có chạy chuẩn đồng hồ hay không này. Đấy, cần số rất là đẹp này. Vô lăng này, vô lăng thì tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động đều có hết rồi. Khóa thông minh, đè nổ, start stop, điều hòa tự động, hai vùng độc lập đây quý bạn nhé. Đây là một vùng này, và đây là một vùng nữa là hai vùng này. Đấy, và cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, và cái phần GPS này, GPS hay gọi là Việt Map dẫn đường đấy quý bạn nhé. Đấy, là nó có cả cảnh báo tốc độ này. Nếu như đi đường với những chiếc xe Hyundai bây giờ nói chung nhá, là đã được trang bị rất là nhiều option rồi quý bạn ạ. Quý vị các bạn có thể yên tâm về cái phần an toàn của chiếc xe. Tại sao tôi lại nói về cái vấn đề an toàn cho quý vị các bạn đi đường? Vì quý vị bạn đi đường là nó sẽ có cảnh báo này, nó sẽ nhắc tốc độ. Quý vị các bạn không bị phạt nguội, không bị chạy quá tốc độ là vì xe nó đã có cảnh báo này. Nó nhắc cho chúng ta là quãng đường này đang cho chạy bao nhiêu km và mình chạy bao nhiêu đấy. Lưỡi công tơ mét đây này, quý bạn rất an toàn nha, dẫn đường này. Và ở cái màn hình này thì kết hợp với tất cả các điện thoại, có thể kết nối với điện thoại để sử dụng bây giờ rất thông minh rồi các bạn nha. Đấy, cái màn hình đầy đủ này, từ tab lô này cho đến tab bi đều rất mới luôn các bạn nha. Mới nguyên một chiếc xe màu kem, nội thất màu kem đẹp như thế này đấy, mới như này ấy, vì mới chạy có 5.7 thôi. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn quý bạn nha. Đấy, Hyundai Tucson. Và ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cốp xe quý bạn nha. Đây là cái phần cốp sau này, từ ốc cốp sau đấy cho đến keo chỉ của cái cốp sau này là còn nguyên bản luôn quý bạn nha. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, từ những cái cốp sau còn nguyên bản. Và cốp sau đó là cốp điện đây quý bạn nhá. Phiên bản đủ, phiên bản cao cấp này thì nó đã có cả cốp điện rồi quý bạn ạ. Đấy, và nội thất cốp sau rất là đẹp đây quý bạn này. Chủ xe cũng đã lót thêm một cái lót sàn bằng cao su này để chống xước cho bên dưới này. Cho nên là cái thảm nỉ của xe bên dưới rất là đẹp quý bạn này. Đấy, và ở cái đằng sau này cũng đều rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, nội thất rất là đẹp đây. Chiếc xe này chúng tôi mới chỉ có rửa ráy dọn ra qua đi thôi, cho nên là những cái này nó vẫn còn bẩn đây quý bạn này. Đấy, rất là bẩn đây quý bạn nhé. Chưa có dọn dẹp kỹ đâu, đây là bẩn thôi quý bạn này. Chưa có dọn kỹ gì đâu quý bạn nhé. Xe rất là đẹp, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đây. Đấy, lốp sơ cua này mới tinh chưa hạ này. Kích kiếc phụ tùng đồ nghề ở cái phía sau này của xe là còn nguyên bản, chưa dùng đến tí nào quý bạn nhé. Rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý bạn cùng xem. Cũng giống như vậy, từ những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, táp bi cửa này
cũng còn rất là đẹp, những cái này vết lại bẩn thôi các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề này, ốc bản lề rất là đẹp quý vị các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị tháo ra cho nên nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp từ cái phần nỉ trần này. Đấy, cửa sổ panorama đến tận đằng sau này, tôi chưa mở hết đâu nhá, đấy đằng sau rất là thoáng. Nội thất ghế sau cũng rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất ghế sau rất là mới. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó hãy còn bẩn đây các bạn nhé. Chỉ có gọi là lau qua đi một chút là tôi đem vào đây là tôi quay thôi, chứ còn là rất là đẹp, rất là mới. Một chiếc xe 2018, cuối năm 2018 mới lăn bánh được có 5,7 vạn cho nên là còn đẹp. Khóa bên cửa bên phụ này cũng được bấm tay để mở cửa này. Cửa trước bên phụ đây các bạn ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, những cái keo chỉ này còn nguyên này, cho đến những cái ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có vết tháo, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, đẹp từ cái táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này đều rất là mới luôn nhé. Vô lăng rất là mới này. Đấy quý vị các bạn thấy vô lăng chạy 5,7 vạn như này có chuẩn không ạ, có mới không ạ? Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đó, từ những cái phần trần này cho đến những cái phần ghế da này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2018 mới chạy 5,7 vạn nó đẹp như vậy đấy ạ. Đó, từ những cái còn nguyên bản hết luôn, ốc bản lề cánh cửa sau đây ạ, toang chỉ đều rất là mới đây quý vị bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, Hyundai cũng đã trang bị cho Tucson 2018 phiên bản cao cấp này là một cái khối động cơ CRDI, động cơ diesel, tức là động cơ dầu quý vị bạn nhé, 2.0 lít rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ hơn 4 lít dầu cho 100 km quãng đường kết hợp thôi, 4,31 lít cho 100 km quãng đường kết hợp đấy quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ này thì quý vị bạn có thể yên tâm, rất là đẹp rồi. Nhưng trước tiên về cái phần động cơ, tôi vẫn cho quý bạn xem về cái ốc cabo đã nào. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có vết tháo, chưa có vết sơn lại. Đấy, chúng tôi cũng chỉ dọn dẹp qua đi thôi cho nên nó vẫn còn bẩn như này. Đấy, dọn rất là qua thế thôi để tôi quay đã, còn lại là dọn dẹp kỹ lưỡng thì sau. Nhưng mà chiếc xe này rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Đấy, ốc này còn nguyên này, cũng không nhất thiết phải dọn kỹ nữa đâu, vì chiếc xe này từ năm 2018 đến bây giờ tính ra là cũng được gần 4 năm, đăng ký cuối năm 2018, chưa được 4 năm, 3 năm rưỡi thôi. Và cái động cơ này thì mới chạy có 5,7 vạn cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, tôi có thể mở cái nắp nhựa lên cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, đây là cái nắp máy đây quý bạn nhé. Tất cả những con ốc ở trong cái phần động cơ này, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản quý bạn nhé, chưa có một vết tháo nào cả. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc này còn nguyên bản. Đấy quý bạn thấy nó còn, không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới đấy ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh có 5,7 vạn thôi, rất là đẹp quý bạn nhé. Về cái động cơ này thì quý bạn có thể yên tâm, rất là mới, chúng tôi cũng chỉ dọn qua loa đi một chút thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Chúc quý vị và bạn thể yên tâm tuyệt đối về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu bản full 2018 này. Đấy, thưa với quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu toàn bộ cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, mới lăn bánh được 5,7 vạn km chuẩn này. Thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 845 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.